Nghệ có lợi cho người bệnh Alzheimer, trầm cảm. Chất curcumin trong nghệ có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, có thể trì hoãn bệnh Alzheimer, cải thiện trầm cảm. Theo Viện Y khoa Quốc gia Mỹ, củ nghệ có thể giúp bảo vệ não chống lại các bệnh thoái hóa thông thường như bệnh Alzheimer. Chất curcumin có trong nghệ có thể tăng yếu tố dinh dưỡng thần kinh, có nguồn gốc từ não. Chất dinh dưỡng này là một loại protein có trong não và tủy sống, đóng vai trò chính trong việc giữ cho các tế bào thần kinh khỏe mạnh, điều chỉnh giao tiếp giữa các tế bào thần kinh, có lợi cho học tập và ghi nhớ. Giống như bệnh Alzheimer, trầm cảm có liên quan đến mức yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não thấp hơn hoặc trong não. Nhờ khả năng tăng mức này của nghệ, gia vị này trở thành một loại thuốc hỗ trợ chống trầm cảm. Theo đó, các nhà nghiên cứu của Viện Y khoa Quốc gia Mỹ chia 60 bệnh nhân mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng vào 3 nhóm, gồm có nhóm dùng thuốc điều trị rối loạn tâm thần, nhóm nhận 1.000mg curcumin và nhóm còn lại kết hợp cả hai loại này hàng ngày. Sau 6 tuần, 3 nhóm có cải thiện đáng kể và tương đương nhau chứng trầm cảm. Các nhà nghiên cứu kết luận cho rằng chất curcumin trong nghệ có thể hỗ trợ điều trị và trì hoãn các rối loạn về thần kinh tâm thần. Mặc dù vậy, họ khuyến cáo người bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi bắt đầu sử dụng nghệ hay là chất bổ sung curcumin trong điều trị để tránh tác dụng không mong muốn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.